Ok, hôm nay mình dẫn các bạn đi ăn kem. Đi ăn kem Pháp, kem nắng hạ 68 mùi. Đây, anh hai mình chỉ, tại ông mỗi lần ra Nha Trang cũng đều ăn. Ồ, xe khá đông các bạn ơi. Xe khá đông. Ok. Đây 16 thế đến tôm. Để hôm nay mình vô mình ăn thử xem coi nó ngon nha các bạn. Rồi kiếm chỗ ngồi. Đây. Ra ngoài hả Châu? Rồi ra coi thùng kem các bạn. Đây ra thùng coi thùng kem. Nè. Đó nè. Đây. Nè vô đây. Có khoai môn, có nè, tamarino. Có bánh trung Quốc nữa kìa, bánh trung Quốc. Nè, từng miếng, chocolate chip, ice cream. Nè, no you know how to read right chỗ nè. Cho chú mà vô cái pin. Panda. Avocado là bơ nè. Mà chocolate mint là kem bạc hà, sô cô la bạc hà. Cái này là peppermint. Anh không biết luôn. Coconut là coconut dừa. Sô cô la dừa. Cái này là dừa thôi. Cái đó là khoai môn, dâu, rồi me, sô cô la. Nó có khoai môn mà không biết khoai môn mà nó tại sao là Indian style là sao? India. Con ăn xào India. India. Taro là khoai môn rồi. Ồ mà tại sao để chứ? Con ăn xào là nó có cái fashion food biết rồi. Nãy giờ đang nói nè, nó fashion food đó. Fashion food for you. Ok. Măng cầu. Rồi để coi hôm nay món gì ngon nha. Để giờ phải hỏi anh hai. Anh hai rồi hôm nay món gì ngon? Này, me đúng không? Quất một ly me. Hôm nay nhà đông đủ quá. Đây cho con một ly trà luôn nè. Đi trà đá. Kem trái dừa hả? Trong đó có 3 viên kem. Kem là 3 viên là dừa không? Dừa hay là 3 viên? Nhà đông đủ quá. Ơi, trong đây nó có bánh sô kem các bạn, 7.000 một cái. Ngon cô? Bánh kem ngon không? Sô kem ngon hả? Cho con một chút nhỏ thôi. Một chút nhỏ thôi. Có kem, ăn hết kem ta luôn rồi. Con có đây nè, để bên đây anh, con có rồi, công anh. Còn để bên đó đi, đây có rồi, đây có. Ăn đi, ăn đi mọi người ơi. Cảm ơn anh bán siêu kem không? Xin một ly nữa phải không? Muốn gì kìa? Hả? Kem gì? Cho mình một cái khoai môn. Khoai môn, con nhỏ này là fashion food. Fashion food là chanh dây. Chanh sao rồi. Còn cái này là mango. Mango. Biết là xoài. Ngon muốn ăn thêm. How about you? You want to eat this one? Kem dừa, nó trái dừa. Hello, Hello. Say hello. Hello. Where are you from? I'm from Cambodia. Cái me rồi em ăn thử á. Nè ăn gì vậy này? Bây giờ nè ăn cái me, ăn cái khác. Thử nhau. Thử cái đi. Có cái bánh đậu nè. Đây cho các bạn coi cái menu cái coi. Cho nó ăn. Cho nó ăn hả? Có cho nó ăn chứ sao? Tại vì á này chi nãy giờ nó quọ quọ nó đợi này. À cà phê, thiếu cà phê à? Ừ. Kem nắng hạ. Chín chuột. Kem sắc xuân, chín chuột. Vậy nó tắm tụi tao không có đi đâu, đi tắm. Kem tình yêu, mùa chim. Ô, toàn là 90 100 các bạn. Ô mai, kem đá. Kem nho, lẩu kem. Chứ không phải là không cho, đừng nói câu đó. Kem dừa. Ô, giá cả từ 50, 40, 50. 40, 50. Ờ. Hình như là ô rẻ nhất 40 không? Rẻ nhất là 40. 40 cho tới 100. Ok. Ok, bây giờ mình thử một cây kem me hả các bạn? Một cây này 40 đô đúng không em? 40.000 đúng không? 40.000. 40.000 một cây kem. Ủa, bà Chu em ăn cái gì vậy? Thử kem đó mọi người, vô vô chi chi chi. Bố lý tới, công an tới, công an tới, dẹp. Ôi, công an tới, trật tự tới, trật tự tới. Trật tự tới, dẹp. Ở Việt Nam các bạn. Ồ, trật tự tới, dẹp. Chạy nhau với nhau luôn. Đây là đặc trưng của Việt Nam nha các bạn. À, giờ cho bạn biết kem ngon, kem ngon, kem ngon. Trời ơi, chạy quá trời chạy. Hồi nãy mà ngồi ngoài là chạy sắp mặt luôn rồi. Ngon không, ngon đi, ngon. Đâu có đâu mà. Bài, đáng lẽ chứ sao. Nhìn mấy người đó đứng ăn con kìa, tội nghiệp chưa? Đó, nhìn đi. Quá trời. Hên vô á. Đang thưởng thức kem. Ghê, bây giờ thưởng thức kem các bạn ơi. Công an ở ngoài thì công an ở ngoài, mình ăn kem, ăn kem. Kem me chua mà ngon. Một cây kem 40.000. Rồi, bởi vì cái viết đó là để hốt đồ đó. Mà ngon. Bà nãy được ngồi ngoài là đâm vô, được ngồi ngoài là đâm vô. Được ngồi té chết á. Ngồi ngoài xanh à? Lấy chiếc xe Honda hả? Ngồi xuống. Lấy chiếc xe Honda. Ồ đúng rồi, lấy chiếc xe Honda vậy. Rồi, bắt chiếc xe Honda luôn rồi này các bạn. Có ai để đâu để qua thì lấy rồi. Đấy không kịp là mất chiếc xe Honda các bạn. Lên luôn rồi. Đi ơi, dọn dẹp. Hên quá chạy vô kịp, không là ăn là chạy luôn rồi. Thôi, kem bơ nè. Kem bơ nè. Don't let you tell me. Brother. Bởi vì là mỗi lần phải vô trong bên ngoài đó, mấy chị gì ngồi để đặt để đậu. Trà xanh hả? Có thử kem trà xanh. Kem thơm kìa. Nó trên giường ta chưa có. Khoan, cho anh uống miếng trà cho nó hết như vậy đây. Hết vị me, hết vị me cái coi. Kem bơ mà. Em thử miếng kem bơ ha. Ít mùi bơ quá. Nó có gì đắng không? Kem bơ có gì đắng không? Hỏi chủ quán ha. Ăn bánh đi nè. Em cho anh hỏi là kem bơ là tại nó đắng vậy hay là tại kem bơ nè, đây là kem bơ là gì đắng rồi. Kem bơ ăn thấy đắng. Đắng thì hỏi cô chủ. Ờ. Ủa cái thử đi rồi nó điểm. Đây kem bơ đắng vậy. Đắng á. Đắng. Đắng không? À, không biết tại sao nó đắng vậy thôi. Ăn kem matcha hả? Hỏi cho mẹ ăn gì không? Kem trái dừa của ai? Ồ, kem trái dừa là trong trái dừa ha. Thôi cho chụp cái kem trái dừa cái coi. Trời ơi, cái kem 90.000. Ờ. Kẹp lên cho mẹ ăn nữa đây. Mẹ ăn kem nha mẹ. Để đổi cho em cái khác đi, ăn không được. Dạ. Đó bển nó cũng đắng luôn kìa ha mẹ, đổi ăn cái khác chứ. Ăn đây nè, tôi ăn mua cả không à. Cho trái sầu riêng đây, kem sầu riêng đây. Dạ. Kem sầu riêng hả? Còn kem sầu riêng hả? Ừ. Sầu riêng ngon. Sầu riêng ngon. Đây sầu riêng ăn được. Thơm. Không ngon. Sầu riêng à? Sầu riêng. Sầu riêng ngon. Thơm. Bánh quế. Cô hỏi kem trái dừa sao cô hỏi? Kem trái dừa ngon không? Ngon. Ngon không? Cảm giác sao? 90.000. Nó có gì? Tao quay cái coi. Có gì trong đây? Có chanh dây kìa. Chanh dây cho chụp hình cái chanh dây coi. Đây kem chanh dây. Ăn đổi mùa là bán cám với bánh gà ngon. Ăn đi mà. Ngon, thử ngon. Ăn dây. Ngon mà. Con miếng thôi. Đừng máp tự gấp cho. Ngon. Chanh dây ngon quá. Thử chanh dây à. Thơm á. Thử đi. Ngon mập. Ăn thử chơi. Ăn thử cái Sao? Chị có món bơ nãy là không ngon hay không? Trà xanh cũng không ngon. Thì trên dây ăn được.